Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng đồng hành với nhau vào một bản điểm tin vào buổi tối thứ sáu hàng tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và chúng ta có thêm một kênh thứ hai nữa là kênh Hùng Lê chứng khoán đây sẽ là hai kênh mà chúng ta sẽ truyền tải những cái bản tin phân tích những cái bản tin ngắn về xu hướng thị trường cũng như xu hướng các mã cổ phiếu và các nhóm ngành thì <laughs> thông thường vẫn như thường lệ thôi thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có ba cái nội dung chính nội dung thứ nhất đó là Hùng lê cùng với các anh chị em chúng ta sẽ đi view lại cả danh mục khá là cơ bản phần thứ hai chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần vừa qua tức là bản tin tuần video số 151 phần thứ ba sẽ có một vài cái nhận định cái xu hướng thị trường trong tuần tới ít nhất ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thị trường chung sẽ diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta dự báo và phân tích ở trong cái thời điểm hiện tại thì thị trường của chúng ta phải nói rằng là từ từ năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thị trường chỉ có một chiều gần như là chiều đi xuống và thị trường không có quá nhiều cái cơ hội vượt thoát để đi lên và đến phiên giao dịch của ngày hôm qua thì một số anh chị em có nói với Hùng rằng là Hùng ơi bây giờ phân tích làm gì nữa em thị trường nó như thế này rồi thì bây giờ một là bán cắt lỗ hai là cầm gọi là đến lúc nào mà thị trường nó quay trở lại thì đúng thực tế nó là như vậy trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta không có quá nhiều cơ hội để chúng ta lướt ít nhất chỉ được trong vòng T0 T, T1 thôi sang đến T2.5 là coi như là đã bị rú rượi hết rồi thì thị trường của chúng ta trong giai đoạn hiện tại nó rất là khó khăn đó và chính vì cái sự khó khăn như vậy và chúng ta cũng không có một cách nào cả bởi vì là nếu như chúng ta mua thêm thì rõ ràng một điều là khi hàng về thì thì nếu như chúng ta thoát sớm được ở trong T0 hoặc T1 thì nó còn có cơ hội còn khi hàng về thì gần như chúng ta lại bị uh, bị lỗ ngược đó thì đấy là câu chuyện rất là khó khăn uh, tuy nhiên với quan điểm của hùng thì uh, khi chúng ta đã bước vào thị trường chứng khoán sẽ có những con sóng lên uh, các anh chị có thể nhìn lại cái chu kỳ của index đúng không ạ uh, chúng ta có thể nhìn lại cái chu kỳ của chỉ số vn index thì chúng ta thấy rằng là <laughs> một cái chu kỳ của nó đây các anh chị uh, chúng ta có thể nhìn lại đây đó vậy thì chúng ta có thể lại nhìn lại là bắt đầu từ năm 2016 đúng không ạ đến À, khoảng tháng 3 năm 2018. Ok các anh chị, 2 năm. À, hơn 2 năm một tí thì uh, index của chúng ta đã tăng rất là mạnh và kể từ tháng 3 của năm đó, tháng 3 hết tháng 3, bắt đầu tháng 4 của năm 2018 thì thị trường bắt đầu rơi. Đó, và nó rơi đến tầm tháng 4. Đúng không ạ? Đến tầm tháng 4 của tháng 3, tức là tháng 3 2018 đến tháng 3 của năm 2020. Trong 2 năm nay thì thị trường của chúng ta cũng gì ạ? Cũng chỉ nằm ở trong một kênh xu hướng gần như là downtrend đó và đến tháng tư của năm 2020 cho đến tầm tháng tư đó các anh chị có thể nhìn thấy đây đến tháng tư đến tháng tư của ở đến khoảng đấy hết đến tháng 3 của năm 2022 tức là cũng tròn 2 năm thì thị trường của chứng khoán chúng ta có một cái nhịp tăng rất là mạnh thăng hoa ở đây tức là hai năm tăng rồi hai năm giảm hai năm tăng và bây giờ thì chúng ta bước vào một cái nhịp gọi là gì hai năm giảm các anh chị và đấy là một cái câu chuyện thường lệ của thị trường đó và chúng ta không thể chúng ta chúng ta phải chấp nhận một cái xu hướng như vậy một cái kịch bản như vậy và chúng ta không thể chống lại được cái xu hướng này các anh chị đó xu hướng này nó là xu hướng của thị trường nó là xu hướng của tạo lập chung và như vậy thì chúng ta chỉ có một cách là gì thứ nhất đó là chúng ta nếu như chúng ta đã xác định cầm lại cổ phiếu thì chúng ta phải chờ thêm đó và cái nhịp này thì cũng đang dự kiến nếu như cái target mà nó bằng với cái nhịp của tháng 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 7 ở đây đó của năm 2018 à, 2020 thì nó sẽ rơi vào index của chúng ta sẽ rơi vào khoảng vùng 835 đến 850 điểm sẽ là cái vùng mà hội tụ kỹ thuật khá là mạnh ở đây đó nên là chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta cứ từ từ phải chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật thêm ok và công việc của chúng ta thì chúng ta vẫn phải làm và hàng tuần thì vẫn như vậy mặc dù hiện tại cũng đang rất là mệt <laughs> đang bị viêm họng cái bệnh viêm họng nó nó khá là vất vả các anh chị và mỗi một lần mà thời tiết nó trái gió trở trời thì gần như là mình sẽ bị ho. Đó. Nhưng mà vẫn phải cố gắng. Ok. Thì đối với vick ở trong tuần vừa qua, à, chúng ta nhìn thấy rằng là vick vẫn tiếp tục ở vùng 51.5 đến khoảng vùng 52 đây là hỗ trợ và có một cái vùng kháng cự ngắn ở đây khoảng vùng 56. Trên quan điểm kỹ thuật thì vick sẽ tiếp tục đi ngang ở khoảng quanh vùng 54. Đó và chúng ta sẽ đánh giá thêm. Vinhome ở thời điểm hiện tại trong tuần thì Vinhome cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật về quanh đó, à, cũng có phân tích hỗ trợ quanh vùng 42.5 và nó cái rằng co ở quanh 42.5 này thôi đó nó 42.5 rồi nó vượt lên và ở đây nó có một cái vùng kháng cự ngăn ngắn ở đây khoảng quanh vùng 44.5 <laughs> về mặt uh, thiên hướng kỹ thuật tuần tới khả năng Vinhome sẽ tiếp tục uh, đi ở trong cái biên hẹp này và cũng có thể cá biệt ở trong phiên nó sẽ có những cái điểm nhún về quanh vùng 40 sau đó sẽ có những cây nến rút chân đây Uh, VRE ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung khá là tích cực khi mà VRE tiếp tục uh, đánh lên vùng 26 và nó hình thành được một cái nền tảng tích lũy ở vùng 25 đến khoảng vùng 25.5. Uh, nhìn trên cái thiên hướng kỹ thuật thì trong tuần tới VRE có thể test lại ở khoảng quanh vùng 24.5 mà không thủng như vậy thì khả năng cao là sẽ đánh vượt lên vùng 26 và nhịp này thì hoàn toàn có thể kỳ vọng uh, VRE có thể quay trở lại vùng uh, kháng cự 29, 28 đến khoảng vùng 29. Ờ, trụ vinamilk đã có một nhịp tăng khá là tốt và trong tuần vừa qua thì như à, các cái phân tích dự báo chúng ta đã dự báo ở đây tức là trụ vinamilk sẽ kéo lại lên vùng 82 và về đến vùng này thì các anh chị nhìn thấy đây là ba cái nền suy yếu nên là lưu tâm và ở đây đường macd bắt đầu gì ạ đang xanh và nó bắt đầu chớm đỏ như vậy là gì nó báo hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái xu hướng cổ phiếu nó bắt đầu suy yếu đi và khi mà sau một cái nhịp tăng mà đường mát nó quay đầu như này thì các anh chị lưu ý đây đây cũng là một cái nhịp như vậy đó, đường mát nó bắt đầu nó cắm xuống thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là xấu của cổ phiếu Chúng ta lưu tâm, đang cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lãi, bảo toàn lợi nhuận Ở cổ phiếu VDC ở trong tuần thì VDC cũng đã có, đây các anh chị này, cũng đã có dự báo những cái điểm test Cung kỹ thuật về khoảng quanh vùng 95 đến vùng 97 Và nó bắt đầu nó đi răng cưa ở đây theo những cái hình răng cưa và với cái xu hướng hiện tại thì khả năng cao là VD, uh, VD, VDC vẫn sẽ tiếp tục có những cái điểm đi ở trong một cái biên hẹp như vậy ở vùng kháng cự ngắn ở khoảng quanh vùng 101. linh uh, SKG trong tuần vừa qua thì khá là xấu khi mà nó <laughs> tuần trước thì là đẹp nó bứt lên được đó và nó chạm lại vùng kháng cự 16 và nó chỉnh cung thì về mặt kỹ thuật nếu chỉnh cung đẹp là nó phải được ở trên vùng 15 cộng và phiên kết tuần thì nó hơi xấu Tức là phiên kết tuần gần như nó xác định một cái xu hướng ngắn hạn là nó sẽ không bật lại được vùng 15 cộng nữa. Và với xu hướng này thì tuần tới uh, SKG sẽ tiếp tục quay trở lại, test lại vùng 13 đến khoảng vùng 3.5. Uh, có thể hoàn toàn có một cái mô hình VK ở đây. Nhưng câu chuyện là nếu như nó phải uh, tích lũy thành công ở cái nhịp này thì nó mới hình thành được cái mô hình VK để tiếp tục đi lên. Còn trong trường hợp uh, nó để thủng uh, cái vùng 13.5 lần thứ hai thì như vậy là xu hướng cổ phiếu tiếp tục sẽ bị đạp cổ phiếu Man San trụ Man San trong tuần hai tuần vừa qua thì Man San đã tích lũy khá là tốt. Ngắn hạn thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đã có phân tích rồi quanh vùng 81. Kháng cự ngắn ở đây là vùng 90 và kháng cự tiếp theo đó là vùng 97, đây là hai vùng kháng cự gần. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã ngành của ngành bảo hiểm. Thì có mã cổ phiếu BVH ở đây. Uh, BVH ở trong tuần thì BVH đã có một nhịp uh, chỉnh đầu tiên về vùng 49 Sau đó nó cũng đã có một nhịp long nháp về khoảng vùng 52.5 đến vùng 55 uh, 52.5 đến khoảng vùng 53 Thì cái kịch bản mà uh, BVH long về chỉnh cung và sau đó long lại thì cũng đã có phân tích kỹ rồi uh, Chạm về đây và lực cầu nó không đủ mạnh nên nó đã quay lại chỉnh nền Thì như vậy tuần tới sẽ tiếp tục đánh giá BVH ở quanh vùng 49 À, điểm kỹ thuật sâu hơn thì có thể tính toán ở trong nhịp này đó là nó sẽ về khoảng ở đây các anh chị, ở đây là biên bao nhiêu? biên 46 nó khoảng biên 47. À, một số các mã cổ phiếu của ngành bán lẻ gồm có mã cổ phiếu PNG. Thì đối với PNG trong tuần trước thì cũng đã có phân tích một cái cây nến đây các anh chị, đó là cây nến bất thường và sau cái nến bất thường này thì nó có trở lại bình thường hay không? Thì về mặt kỹ thuật là PNG đã có những cái điểm lấy lại vùng 98, tức là đây các anh chị cả tuần luôn. À, tuy nhiên là nó vẫn chưa thể lấy lại được vùng 98 nhưng ít nhất là nó đã có diện nó đã có cái sự cây nến rút chân lên. Và chính cái sự rút chân như vậy thì nó đã hình thành được một cái biên ở đây là biên 95, tức là nó chỉ test lại cái mút nến của phiên ngày thứ sáu. À, nhìn trên thiên hướng kỹ thuật như thế này thì tuần tới mặc dù lực cầu đang khá là thấp này, lực cầu như thế này thì thường thường là cổ phiếu khó để mà đi à, đi xa đi bền à, ngắn hạn thì PNG sẽ quay trở lại chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 95 sâu hơn thì nó sẽ test lại mút đến này và sâu sâu hơn nữa thì chúng ta đang có một cái dự báo ngắn ở đây đó là quanh vùng 91.5 đến khoảng vùng 92 à, MWG nhìn chung à, nhóm ngành bán lẻ thì hiện tại đang tương đối xấu các anh chị tương đối xấu à, trong tuần vừa qua thì MVDB đã địa tiếp tục test lại quanh vùng 45 và tại cái vùng 45 này thì nó đang có những cái điểm gì ạ? Long lên và sọt xuống. À tuy nhiên với cây nền kết tuần thì nhìn chung là xấu. Và với thiên hướng cái tuần này thì khả năng tuần tới mà với sẽ tiếp tục có những điểm chỉnh lại về quanh vùng 40 đến khoảng vùng 41 các anh chị nhá. Đó, chỉnh lại về đây. Và cái đường MACD của chúng ta, đó nó vẫn chưa thể hồi được. Đường MACD vẫn đang gì ạ? vẫn đang có một cái gì có một cái xu hướng à, các anh chị các anh chị nhìn thấy đây đó nó nó vẫn đang có một cái xu hướng đi xuống chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ khá là vật vờ ở pet ở trong tuần thì cũng tương đối xấu ở đây các anh chị đối với pet lòng có nó đề cập ở vùng 21 tức là quan điểm với thuần nó phải giữ được vùng 21 thì thì nó mới có cái gì thì nó mới có một cái sự gọi là gì xây ngang đi quay đây để nó 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 bẻ cái pha xu hướng nhưng trong trường hợp mà nó bị thủng vùng 21 thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về vùng 17.5. Và trong tuần vừa qua thì vùng 17.5 cũng bị phá. Khi phá bị phá vùng 17.5 thì nó sẽ hướng tiếp về vùng 13. Và nếu như vùng 13 bị phá thì sao? Thì nó sẽ đi về vùng 9. Tức là gì? Về mặt cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu khi mà nó chỉnh giảm thì chúng ta không thể đỡ được các anh chị. Đó, trừ khi chúng ta có 1.000 tỷ đó thì chúng ta đỡ được. Còn nếu chúng ta là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thì gần như không bao giờ đỡ được và nó cứ đi vậy thôi và nó đi đến khi nào mà nó mệt mỏi rồi nó nghỉ ngơi nó ngừng nghỉ và uh, nó tích lũy nó tạo nền thì cái đó thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có cái sự phục hồi cổ phiếu uh, dgv cũng bị uh, bán tương đối là mạnh thì về bản chất dg world các anh chị có thể nhìn đến đây uh, chúng ta view view lại một tí ok đó các anh chị thì uh, trong tuần vừa qua là nó bắt đầu gì ạ nó bắt đầu tiềm cận lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 50 và đến cây nến của ngày thứ tư thì nó bị mất, nó bị mất vùng 50, cây nến ngày thứ năm xác nhận và sau cái cây nến của ngày thứ năm thì gần như đi sẽ rơi tự do. Cái câu chuyện nó là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó đã mất vùng 50 là nó đã xấu rồi và nó không lấy lại được thì đấy là cái hiệu ứng uh, domino và nó sẽ uh, hiệu ứng hoặc là hiệu ứng hòn, hòn tuyết lăn thì nó sẽ bán rất là mạnh sau đấy. Đường mát rất là xấu đấy các anh chị cắm đầu luôn. Như vậy thế là xu hướng cổ phiếu đang giảm rất là mạnh. Uh, ngắn hạn thì nó sẽ uh, có thể sọp về quanh vùng 40, sau đó nó có thể khi về 40 có thể có một lực hồi ngắn và lực hồi đó xong thì nó sẽ quay lại test vùng 40. Thủng vùng 40 thì sẽ hướng đến vùng 33 đến khoảng vùng 35 và trong cái nhịp này thì cũng đang thiên về kịch bản 33 đến 35 là rất là cao. Uh, cổ phiếu HX cũng đã bị bán uh, mạnh trong phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm nay cũng gần như là một cái phiên có thể gọi là phiên xác định của HX tức là nó không còn cái cơ hội mà uh, vượt thoát lên trên vùng 16 cộng để tiếp tục cái xu hướng uh, tăng trở lại ở đây. Cái đến ngày hôm nay cũng là cái đến kết thúc khi mà lực bán đã vượt trung bình gấp đôi trung bình 21 mốt phiên và đường MACD thì đang tiếp tục cắm rất sâu như thế này thì như vậy là xu hướng cổ phiếu sẽ rơi rất mạnh ở sau đó ngắn hạn sẽ ngắm ở vùng 12 đến khoảng vùng 12.5. Uh, đối với nhóm ngành công nghệ thì uh, cũng sẽ điểm qua hai mã cổ phiếu thôi FPT. Đối với FPT hiện tại nhìn về thiên hướng kỹ thuật là gì? Đường mát có chuyển pha xanh, tuy nhiên là thị trường của chúng ta thì quá là xấu đúng không anh chị? Rất là xấu. Trong tuần thì FPT đã có những cái điểm test lại về quanh vùng 71 và cá biệt trong phiên giao dịch của ngày thứ năm thì nó có đạp về vùng 69 đến vùng 70 và sau đó rút chân lên. Như vậy á, nhìn về mặt kỹ thuật như thế này thì tuần tới Uh, FPT sẽ có những điểm chỉnh cung lại quanh vùng 71 và chắc chắn có thể trong phiên nó sẽ có những điểm test lại quanh vùng 69 đến vùng 70 Ở uh, CMG uh, Như chúng ta đã có phân tích ở đây đó là khi mà CMG bị mất vùng 38.5 Thì xu hướng nó sẽ về vùng 32 đến khoảng vùng 32.5 Trong tuần thì nó chạm vùng 32 và sau đó nó bật lên uh, Tuy nhiên lực bật này thì nó mang tính chất là Biểu diễn là chính thôi Chứ còn để mà đi là nó chưa đi được à, Chính vậy nên sáng tuần thì nó sẽ có Thêm những cái điểm test kỹ thuật lại Về quanh vùng 34 và sau hơn thì nó sẽ trả lại Quanh vùng 32 à, Theo quan điểm kỹ thuật của Hùng ở trong nhịp này Thì CMG sẽ có cái vùng hội tụ kỹ thuật um, Cân bằng Quanh vùng 29 đến khoảng vùng 30 Tức là xu hướng là nó về đến Cái vùng này rồi bắt đầu nó mới đi ngang Đi ngửa ở đây Rồi mới có thể có một cái lực uh, bật lo ở bên này rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo khá là quan trọng. À, nhóm ngành thép trước rồi mới phân tích sang nhóm ngành dầu khí. Thì đối với nhóm ngành thép thì như các anh chị em cũng biết rồi, nó là hiện tại giá thép thế giới đang có thiên hướng chỉnh giảm và chưa có cái sự phục hồi. Và vì sao giá thép thế giới bị giảm thì các anh chị cũng biết rồi, đó là bất động sản Trung Quốc bị vỡ. Và khi thị trường bất động sản Trung Quốc mà bị vỡ thì cái tốc độ tiêu thụ thép nó nó giảm kinh khủng lắm, các anh chị, nó giảm kinh khủng lắm và đến tại thời điểm hiện tại thì thị trường bất động sản Việt Nam cũng đang có vấn đề, ok các anh chị đúng không? Từ cái <laughs> từ thương vụ trái phiếu, rồi uh, từ uh, từ cái việc là ngân hàng nhà nước siết chặt cái tín dụng cho bất động sản và uh, cho chứng khoán và tới đây thì một số các cái công ty bất động sản sẽ đến uh, cái thời điểm đáo đáo hạn đáo hạn trái phiếu và với một cái thanh khoản hiện tại thì các cái công ty bất động sản họ rất là khát tiền họ không có tiền không có thanh khoản để mà tiếp tục cái sự phát triển và các anh chị biết rằng là cái số lượng nhân viên nhân sự trong các cái công ty mà làm làm về lĩnh vực bất động sản nó sa thải rất là lớn sa thải rất là lớn các anh chị điều đấy nó chứng tỏ rằng là gì ạ công ty đang bị thu hẹp đi đang bị khó khăn đi và khi mà cái doanh nghiệp bất động sản mà nó không xây dựng được nhà nó nó không bán được nhà thì đương nhiên sắt thép xi măng vật liệu xây dựng bị ế đấy là câu chuyện rất là bình thường đó thì đấy là những cái khó khăn của ngành thép các anh chị <laughs> và hiện tại thì nó vẫn sẽ tiếp tục khó khăn đó và bằng chứng là quý 3 của Hòa Phát đã bị lỗ rồi đó nó đơn giản như vậy thôi nó biểu hiện bằng chính cái kết quả kinh doanh đối với Hòa Phát ở trong tuần vừa qua ông có phân tích ở đây đó là vùng 13 và vùng 13 này thì đang bị mất rồi 13 mất thì nó sẽ xuống 12 hai. À, tuần tới nó sẽ kiểm tra 12 trong trường hợp 12 mà bị thủng tiếp thì nó sẽ đi về quanh 10 đến khoảng 10.5 và thiên hướng kỹ thuật thì trong nhịp này khả năng cao thì Hòa Phát sẽ đi về quanh 10 Hoa sen thì quá xấu luôn. <laughs> Hoa sen trong, trong tuần ấy, thì chúng đã có những cái sự phân tích là nó sẽ chỉnh cung về vùng 10. Và về đến vùng 10 nó đứt luôn vùng 10 thì nó sẽ đi về vùng 7.3 đến khoảng quanh vùng 7.5. Về đến đây thì có thể có lực bật ngắn và lực bật này xong á thì bao giờ nó cũng như vậy, nó sẽ quay trở lại nó test test cung. À, và có test cái vùng 7.3 có thành công hay không thì câu chuyện đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở đây. Trong trường hợp mà thùng 7.3 thì xong á 7.3 mà thùng á thì sẽ có ở khoảng vùng 4.3 đến 4.5 đối với hoa sen và cái câu chuyện là hoa sen từ vùng giá đó, để xem nào hoa sen từ vùng giá đỉnh cao của nó là vùng 40 mà đi về khoảng quanh vùng 4 4.3 thì đấy là một câu chuyện không tưởng đúng không anh chị nhưng mà nó như vậy đấy nó tả hết tất cả và các anh chị nhìn thấy ạ cái đáy mà trước khi mà hoa sen tăng từ cái đáy này lên đến vùng 40 á thì cái điểm nó không phải 4.3 đâu điểm nó còn sâu hơn nữa rồi 3.2 đó thì câu chuyện là gì hoàn toàn hoa sen có thể sẽ về vùng 4.3 hoặc 3.2 đấy là câu chuyện rất bình thường đó nên là chúng ta đừng có cố gắng à dự báo rằng là ở vùng 7.3 là đáy rồi múc đi không phải đâu anh chị đó không phải đâu không biết đâu là đáy đâu và chúng ta cứ bình tĩnh từ từ có bắt thì bắt chậm chậm thôi bắt thong thả thôi chứ chúng ta ôn in xong lại full margin thì thôi chúng ta đi luôn À uh, Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần vừa qua thì Nam Kim đã quay trở lại test vùng 12 và vùng 12 bị thủng thì Nam Kim sẽ hạ xuống vùng 10. Vùng 10 bị thủng đó nó sẽ tiếp tục đi về quanh vùng 63 đến vùng 6.5 và xu hướng hiện tại thì Nam Kim khả năng cao sẽ đi về vùng đó. VGS ở trong tuần uh, nhìn chung thì VGS đã đi về lại vùng hỗ trợ 6 đến 6.5 và sẽ tiếp tục đánh giá trong tuần mới. Ờ uh, TVM uh, TVN trong tuần thì cũng đã chỉnh cung về cái vùng dự kiến ở quanh vùng 43 đến 45 và hiện tại thì vùng 43 đang có dấu hiệu bị vi phạm Và với việc là Nam Kim, Hòa Phát, Hoa Sen đang gặp một cái thế yếu như vậy Thì thằng này nó cũng sẽ không thể trụ được đâu 3.3 đến khoảng vùng 3.5, đấy là vùng mà có thể hướng đến ở trong tuần tới TLH cũng như vậy, hoàn toàn tương tự như vậy Phiên ngày thứ hai thì TLH đã chính thức đóng thủng vùng 5.8 khi dùng vùng 5.8 thì nó sẽ đi về vùng 5 và tiếp tục vùng 5 mà thủng tiếp thì nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 4 đến khoảng vùng 4.3 như vậy ngành thép ngắn hạn vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn các anh chị đang cầm thì chúng ta lưu ý nếu như đang cầm full margin hoặc liên quan đến margin thì chúng ta sẽ nên bán để chúng ta hạ bớt cái tỷ trọng để chúng ta tránh cái việc của chúng ta bị côn margin <laughs> rồi nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành dầu khí hiện tại thì dầu khí chúng ta có thể nhìn thấy Uh, cái thiên hướng kỹ thuật của vke <laughs> tất nhiên là cái cuộc chiến ở uh, Nga và Uca thì nó cũng chưa ngã ngũ nên là cái câu chuyện về giá năng lượng cũng uh, khá là khá là khó để chúng ta phán đoán uh, Tuy nhiên thì chúng ta cứ dựa trên những cái phân tích kỹ thuật thôi Ví dụ như ở đây hiện tại là chúng ta nhịp trước này chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 84 đến vùng 85 thì nhịp này thì uh, sau khi mà nó tăng lên được vùng 95 thì nó cũng đang chỉnh cung về cái vùng hỗ trợ này và có hai cây bật lên đó thì như vậy cũng có thể kỳ vọng rằng là trong tuần tới thì cái xu hướng có thể quay trở lại vùng 95. Thì uh, nhóm P thì nó sẽ có những cái uh, tín hiệu kỹ thuật nó khá sát với cái diễn biến của uh, giá dầu với CPI. Đó. Uh, đối với gas hiện tại uh, tín hiệu kỹ thuật của gas thì vẫn đang tương đối là ổn đó các anh chị. Đó đúng không ạ? Tuần này thì chính thức là gas cũng đã À, theo những cái dự báo là chúng ta có đề cập đến vùng 115 thậm chí là có những thời điểm là vươn, vươn lên được khoảng xích soát vùng 118 Ờ à, về yếu tố tạo lập tuần tới thì gas nó có thể chỉnh lại ở quanh vùng 112.5 không thủng và sẽ tiếp tục công lại vùng kháng cự 118 tám à, khỏe hơn à, khỏe hơn nhịp này thì hoàn toàn có thể hướng lên vùng 122 trùng 124 nó phụ thuộc thêm cái xu hướng của giá dầu à, PLX trong tuần chủ đạo là PLX tiếp tục đi ngang ở quanh biên hẹp ở quanh biên hẹp ở đây là quanh biên 23 à xin lỗi cả nhà quanh biên 28 <laughs> 28 và nó có hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở vùng 26 26.5 nhìn về cái 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 đà này ở à, cái đà này thì khả năng tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 27 26.5 ở đây là có khả thi và nó chỉ đang là gọi là long và sọt ở quanh một cái biên hẹp thôi và cái biên hẹp đó thì chúng ta có thể lấy đây. Lấy cái đường này làm cái đường tim, tức là khoảng quanh vùng 27.5. À PVT à, nến đóng tuần khá là xấu, cả tuần thì nó đã tích lũy lại được và cây nến à, ngày hôm qua thì PVT đã bị mất vùng 11.5 và cây nến ngày hôm nay nó xác nhận là nó không thể lấy lại vùng 11.5 mặc dù trong phiên đã có những cái thời điểm chạm về vùng 12. À, với lực bán như này thì PVB sẽ chỉnh cung về quanh 10 Vùng 10 mà không trụ được thì quanh vùng 8.8 đến vùng 9, đó là vùng mà chúng ta cần phải lưu tâm à, Đối với mã cổ phiếu PVT <laughs> Nhìn chung thì cũng chưa xấu nhưng mà cái cách đi như thế này thì nó cũng đang khá thiếu và yếu à, Tuần tới à, tiếp tục ở khoảng quanh vùng 16, khoảng vùng 16.5, trong trường hợp thủng 16 thì chúng ta sẽ phải tính toán thêm Ở cái biên sâu sâu hơn thế này một tí Đó là biên 15.5 thủng biên 15.5 thì coi như là nó kết thúc, nó không còn cái cơ hội để mà vượt thoát nữa. PVS trong tuần có vùng chỉnh kỹ thuật vùng 21, cây nến này không biết là nến đều hay nến thật bởi vì à, à, sàn HX thường có những cái đây các chị thường có những cái đít nến như thế này. Tức là nó chỉ khớp 100 cổ phiếu uh, sàn ở ban đầu phiên đó xong đó nó kéo lên nên là chúng hùng chưa kiểm định được bởi vì phiên ngày hôm nay thì cũng khá là vội nhưng nhìn trên thiên hướng kỹ thuật thì tuần tới chắc chắn là PVS sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 21 và điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn tính toán ở đây đó là vùng 1797 đến khoảng vùng 20. PVD khá là xấu. PVD khá là xấu. Với tín hiệu này thì là xấu rồi chứ không phải là khá là xấu nữa. Ờ, trong khi mà trong tuần đó, thì nó đã có những cái điểm mà nó long lên lại được ở vượt thoát lại được trên vùng 16.5 nhưng cây nến ngày hôm qua và cây nến ngày hôm nay là những cái cây nến xác nhận rằng là PVD nó đã không thể không thể vượt thoát lại À, và đường mà ACD thì tiếp tục cắm đầu đi xuống đấy là một tín hiệu không không mấy tích cực đối với cổ phiếu này à, chính vậy nên là sang tuần tới PVD sẽ chỉnh lại quanh vùng 14 điểm sâu hơn sẽ có thể ở vùng 13 đến khoảng vùng 3.5 à, đối với BSR trong tuần thì BSR cũng đã chỉnh cung về quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 15.2 <laughs> ngay chị và à, với cái tín hiệu kỹ thuật như này đó, với cái kỹ thuật như thế này thì tuần tới khả năng cao là vùng 15 khó khó có thể giữ được và nó sẽ đi về vùng chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng 14, 14, 3. Ôi, hôm nay cũng đã bị rơi rất là mạnh, rơi sâu về quanh vùng 7 và không biết là cái giá 7 này là giá thật hay là giá đều thì chúng ta phải kiểm tra lại sau. Uh, nhưng trên góc độ kỹ thuật Khi mà nó đã có một cây nến như thế này Và nó có kéo lên đó, Và vừa lực kéo với cái lực cầu nó rất là thấp Như thế này thì tuần tới Cái xu hướng để nó quay lại vùng 6.7 đến vùng 7 là rất cao Và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng này POVK ở trong tuần lực đánh tương đối tốt khi mà cổ phiếu này đã có những nhịp chỉnh cung về quanh vùng 9.5, tám Uh, và điểm long mắc thì nó sẽ chạm được khoảng quanh vùng 11 là kháng cự và nó bắt đầu chỉnh cung với điểm chỉnh cung này tuần tới sẽ ngắm lại quanh vùng 10 uh, và sâu hơn thì hoàn toàn có thể là sẽ chỉnh về quanh vùng 95 98 lần thứ hai uh, và khi mà cổ phiếu mà nó uh, nó long lên rồi các anh chị thì bao giờ nó cũng như vậy nó sẽ có những cái điểm test lại nền và những cái điểm test nền đó nó rất là quan trọng để nó xác định cái xu hướng đi uh, tiếp theo của cổ phiếu À, ví dụ như là nó test được về quanh vùng 10 đến vùng 10.2 đây và nó bật long quay trở lại và nó vượt thoát vùng 11 ở đây thì đấy là gì cổ phiếu rất là khỏe đó à, còn trong trường hợp mà nó yếu yếu hơn thì nó sẽ quay về vùng 95-98 à, lần thứ hai thì như vậy là chúng ta sẽ căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá à, nhìn chung về nhóm P ấy, thì tuần tới nó sẽ phụ thuộc vào giá dầu trong trường hợp nếu như giá dầu bật long lại ở quanh vùng 95 đến khoảng vùng trăm đô một thùng như vậy là nhóm P nó cũng sẽ có những cái tín hiệu t cộng ở trong cái thời điểm hiện tại cầm dài thì nó sẽ rất là khó, trừ trường hợp các anh chị xác định là cầm độ đôi ba năm tới, còn nếu như mà lướt lát thì chúng ta chỉ lướt trên cái số lượng cổ phiếu chúng ta đang nắm ở trong tài khoản và chúng ta tận dụng cả cái tối ưu ở trong khoảng T0 đến T1 thôi, chứ còn sang đến T2, T2.5 là gần như là khó rồi. À, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, đi uh, view cái danh mục của một cái uh, nhóm ngành có thể gọi là cũng gọi là nhóm ngành xương sống và trong cái thời điểm hiện tại thì nó đang bị ung thư, nó đang bị u nhọt các anh chị và và hiện tại thì không có bất kể một cái bài báo nào mà nói đến cái câu chuyện gọi là vỡ nợ hay là uh, sập hay là thế này vân vân vân. Uh, nhưng chúng ta nhìn thấy tức là có có một cái cái tín hiệu đó là gì? đó là giá cổ phiếu và khối lượng nó sẽ phản ánh nó sẽ phản ánh cái 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 tâm thế vị thế của doanh nghiệp. Ok các anh chị. Và khi chúng ta nhìn thấy là Phát Đạt Novaland mỗi phiên nó chất sàn bán 50 triệu cổ phiếu. Ok các anh chị và cứ chất sàn liên tục như vậy thì chúng ta cũng hiểu được rằng à nếu mặc dù là các ông không công bố thôi, nhưng nội tại của các ông tại vì sao mà doanh nghiệp các ông làm cái gì mà để mỗi một phiên chất sàn 50 triệu như vậy. Đấy là câu hỏi lớn, đúng không ạ? tức là nó bị ung thư rồi các anh chị, nó bị ung thư rồi. Vấn đề là có phẫu thuật được, có cắt được cái khối u đấy không để mà tiếp tục nó hay là uh, nó chết hẳn luôn thì đấy là cái câu chuyện chúng ta sẽ chờ thêm. Nhưng cái tín hiệu của nhóm ngành bất động sản nó đã phản ánh qua giá và khối lượng của thời gian vừa qua thì đấy là một câu chuyện rất là lớn chứ không bé đâu các anh chị nha, Nó rất là lớn. Chẳng qua là uh, cái câu chuyện nó lớn nhưng mà ví dụ như là công bố từ từ hay công bố một lúc hay là công bố như nào đó thì đấy là cái cách mà thị trường nó sẽ uh, dần dần nó sẽ hấp thụ lại được tất cả những cái cái thông tin đó và nó phản ánh qua giá và khối lượng của cổ phiếu. Và kể từ cái thời điểm mà anh quyết ra đi, xong nó đến Tân Hoàng Minh ra đi và gần đây là Vạn Thị Phát ra đi thì chúng ta thấy rằng là uh, thị trường bất động sản của chúng ta, các kênh mã ngành cổ phiếu bất động sản của chúng ta rất là khó khăn và uh, đến thời điểm hiện tại À, theo những cái thông tin mà mình nhận được và có đọc báo mạng à, chúng ta có biết rồi đấy là trái phiếu thì một số các cái đơn vị đã đứng ra để mua lại để mua lại à, trước kỳ hạn của một số các doanh nghiệp ví dụ như trong ngày hôm nay lồng có đọc một cái thông tin đó là công ty cổ phần chứng khoán TVSI đã chi 2.000 tỷ đồng để mua lại năm à, cái trái phiếu của 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 năm doanh nghiệp phát hành trước trước thời hạn đó vậy thì cái câu chuyện là gì dần dần là nó sẽ khắc phục đó và khắc phục đến như thế nào khắc phục đến đâu và khi nào khắc phục xong thì đấy sẽ là câu chuyện còn rất là dài đó, còn rất là dài và chính vì như vậy cái u cái nhọt nó cứ tồn tại ở trên thị trường chứng khoán nên các anh chị thấy rằng là Dow Jones ở trong phiên ngày hôm qua đã bật tăng 3,7% và đã lên vùng 33.700 điểm tức là nó đã lấy lại hết toàn bộ gần toàn bộ cái nhịp chỉnh vừa qua trong khi index của chúng ta thì càng ngày càng cắm đầu đi xuống vì sao? vì nội tại của chúng ta quá xấu và quá yếu vì nội tại của chúng ta không có bất kể một cái chính sách nào một cái một cái tài khóa nào một cái một một cái gọi là một cái động lực nào đến từ chính phủ đến từ nhà nước đến từ các sở ban ngành để giúp cho thị trường chứng khoán của chúng ta có niềm tin quay niềm tin quay trở lại đối với nhà đầu tư và tin xấu nối tiếp tin xấu ví dụ trong phiên giao dịch ngày thứ năm đúng không? thì tin xấu về quỹ 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 ngoại thái lan Uh, rút ra, đó là những cái tín xấu nó cứ lan truyền như vậy, nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Trong khi đó thì chính phủ của chúng ta hiện tại bây giờ không thể có một cái tài khoá nào cả, đầu tư công cũng chết, đúng không? ạ uh, Kỳ vọng duy nhất là khi mà ngân hàng nhà nước siết tín dụng vào bất động sản và chứng khoán thì chúng ta kỳ vọng mỗi cái đầu tư công, bởi vì thúc đẩy cái đầu tư công á, thì nó sẽ giúp cho GDP uh, nó sẽ giữ được ở một cái góc độ ổn định nào đó đúng không ạ nó thúc đẩy những cái ngành khác phát triển ví dụ như là sắt thép xi măng vật liệu nó thúc đẩy cái sự nhân công à, con người chúng ta có nhiều công nhân đi làm có lương đó thì nó sẽ khi mà công nhân có nhiều tiền lương á thì họ sẽ đi mua sắm họ sẽ đi tiêu dùng họ sẽ đi tiêu tiền họ sẽ ngồi quán bar họ sẽ đi uống bia họ sẽ đi uống rượu vân 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 nó tạo thành một cái sự phát triển chung của toàn xã hội đó thì đấy là những câu chuyện mà rất thiếu và rất yếu chính vậy nên là với góc độ quan điểm của cá nhân hồng lê khi mà cái thương vụ về trái phiếu chưa được khép lại, khi mà cái thương vụ trái phiếu chưa được xử lý. Và khi mà doanh nghiệp bất động sản vẫn cứ nằm sàn thì thị trường chung của chúng ta vẫn tiếp tục khó khăn và sẽ tiếp tục rơi. Đó, sẽ tiếp tục rơi. Và nó rơi đến khi nào mà những cái u những cái nhọt này nó phẫu thuật xong thì khi đó thị trường của chúng ta mới có khả năng tích lũy đi ngang rồi từ đó mới bật thoát để đi lên. Đấy là những cái dự báo nó sơ sơ và các anh chị cũng À, nhìn được một cái chu kỳ của hai năm các anh chị đó chu kỳ của hai năm ông đã có nói đầu bản tin rồi thì tí nữa ông sẽ nói lại thì năm 2022 và nó sẽ đi lây sang năm 2023 đấy sẽ là những cái khoảng thời gian rất khó khăn và chúng ta phải đi qua chúng ta đừng có vội vàng vội vàng giờ này là chết không thể vội vàng được và chấp nhận là nằm im chờ thời đối với DG đúng ạ sau khi mà nó mất vùng 15.5 thì cũng đã có một cái dự báo đây khả năng về 8 dg về 8 là một cái con số mà không ai có thể tưởng tượng được nhưng nó đang nó đang có thiên hướng như vậy đó các anh chị ngắn hạn à, tuần tới nó sẽ đi về vùng 10 có thể bật 10 và sau đó nó test lại 10 thủ 10 sẽ đi về 8 đấy là chắc chắn xe uh, nhìn chung thì nó đang tốt hơn uh, so với DG tuy nhiên là uh, phiên đóng đến ngày thì nó đã chạm lại về mùng 10 như vậy là tuần tới cái sự phân tranh ở quanh mùng 10 nó sẽ uh, nó sẽ đánh giá thêm uh, nó xác định xu hướng tiếp theo Thủng 10 xe sẽ về quanh vùng 7 <laughs> hpc ở đây cũng khá là xấu các anh chị này <laughs> tuần này HBC cũng đã chính thức mất vùng 8.5. Và với một cái um, cây nến đỏ như thế này thì nó đã xác định là gì? Nó không lấy lại được vùng 8.5 nữa và xu hướng nó sẽ đi quanh về về quanh vùng 7. À, điểm sâu so hơn có thể vùng 6.5. Đất xanh trong tuần thì đất xanh test vùng 12 thất bại. 12 thất bại thì nó sẽ đi về vùng 10 và vùng 10 này cũng đang chớm thất bại. Với lực đạp ngày hôm nay tương đối mạnh gần 13 triệu cổ phiếu và giá lại bị rơi mạnh như này Đó thì xác định là tuần sau khả năng vùng 10 khó giữ và nó sẽ đi về vùng 7.5 đến vùng 8 Nói chung là rất xanh về 7.5 đến vùng 8 thì cũng là một con số uh, ít ai tin nhưng mà thực tế nó là như vậy uh, Cổ phiếu DXS thì uh, đây uh, vùng 6 bị thủng, vùng 6 bị thủng thì xu hướng uh, nó sẽ đạp về khoảng quanh vùng 4 thôi SCR SCR trong tuần bị mất vùng 5.5 khi bị mất vùng 5.5 thì nó sẽ tiếp tục đi về quanh vùng 4.3 đến khoảng vùng 4 vùng này tích lũy thêm vùng này mà bị thủng á, khi đó thì mình sẽ phân tích thêm nhưng mà thủng vùng này thì nó sẽ hạ tiếp thôi LDG cũng bị giải chấp đúng không anh chị trong tuần vừa qua thì cái câu chuyện là chủ tịch bị bán giải chấp cổ phiếu tương đối là nhiều và LDG ngày hôm nay cũng bị mất vùng 4 khi mất vùng 4 thì LDG sẽ tiếp tục hạ độ cao về quanh vùng 3. Quy luật nó là như vậy. À, C2 trong ngày hôm nay cũng khá là xấu rồi. sau một tuần, sau 2 tuần, sau 2 tuần nó tích lũy được ở trên vùng 14.3. và đến tuần này thì nó chính thức mất vùng 13. Điểm này là điểm bán rất là mạnh rồi. và với xác suất như này tuần tới sẽ quanh 12. Thùng 12 thì sẽ đi về quanh 10. NBB hiện tại thì vẫn còn khá khẩm hơn uh, Khi mà trong tuần này nó vẫn đang giữ được biên 15-15-5 uh, Nhìn chung với tín hiệu này thì tuần tới nó sẽ tiếp tục điểm tra lại quanh vùng 15-15-5 thôi Và trong trường hợp thủng 15 khi đó thì chúng ta sẽ có thêm những phân tích tiếp theo Thủng 15 thì nó sẽ về 14 uh, FCN cũng khá là xấu Ở trong tuần vừa qua khi mà FCN quay trở lại test của vùng 9 Vùng 9 thất bại thì nó sẽ đi về quanh vùng 7.3 và 7.3 này, vùng 7.3 này đang có thiên hướng vi phạm Khi mà đường MACD mà, mà đang cắm như này thì khó lắm các anh chị ơi Khó vô cùng Tổ quốc ta ơi Vùng 5.6 Xem trên chạc tuần xem nào Vùng 5.6 mà vùng 5.6 mà không không trụ được nữa thì thôi gọi là phá đáy 5.6 mà không trụ được nữa thì khoảng quanh vùng 4.4 à, Về đến 4.4 là nát lắm rồi đấy Nát vô cùng rồi đấy Không còn gì để nát nữa đâu Ok không sao cả fcn vẫn là một mã cổ phiếu tốt một doanh nghiệp tốt nó chuyên về lĩnh vực đầu tư công nên là cứ về đi rồi sau đó sẽ có những cái thời điểm mà nó gì ạ uh, nó mệt mỏi các anh chị đến cái đoạn nó mệt mỏi rồi nó cứ đi này nó lững thững nó đi này rồi sau đó dần dần để nó ngốc ngác nó đi lên như này đó, sau khi mà ốm yếu rồi nó mệt mỏi nó không đi được nữa tóm lại là đến đoạn đấy nó không không đạp được nữa rồi là bắt đầu nó sẽ có hình thành một cái sóng tăng ở bên này và thường thường sau một cái cơn đại suy thái thì nó sẽ có những con sóng thần. Và những con sóng thần đó thì nó đang ở tương lai phía trước. Vấn đề là chúng ta có uh, có đủ kiên nhẫn, có đủ cái lực đó và có đủ cái thời gian để mà chúng ta đi qua được hay không. À, uh, VCG tuần trước khá là khỏe nhưng tuần này thì chỉnh cung như này là đuối rồi đúng không ạ Đấy uh, chỉnh về 14.5 mà bật lên thì là tạm ổn nhưng mà cái nền kết tuần xấu quá Nên cái tuần này này hỏng à <laughs> Sát xuất là về lại vùng 12.5 với vùng 13. Còn có thủng với vùng này hay không thì thì điều cần phải quan sát thêm. À, trong trường hợp nếu nó xuất hiện một cây nến đè như này là là xấu anh chị này. Đó và nó đè như này thì coi như sát suất là VCG sẽ chỉnh tiếp. Tức là đầu tư công cũng uh, quang tèo. Đó, đầu tư công là một trong những cái thứ kỳ vọng nhất thì đến đại thời điểm này. này nó cũng không không còn trụ được nữa. CNCO4 trong tuần Phiên hôm qua mất vùng 76 Phiên này có hồi lên Có chỉnh khá là sâu có hồi lên Nhưng mà lực hồi này không không ăn thua Nhìn chung là vùng 5.5 đến vùng 6 Phải xác định đối với CNCO4 trong tuần tới Ở Cổ phiếu HDG Tạm thời tắt cái này đi Cho nó đỡ nặng <laughs> HDG đã chỉnh cung Điểm chỉnh 1 quanh 274, điểm chỉnh 2 thì quanh 25, tuần qua thì nó chỉnh về tận tít 25, đây các anh chị, về 25. Có bật hồi lên và lực hồi này thì cũng không ăn thua rồi. Nhìn chung là tuần tới sẽ chỉnh lại quanh vùng 25. Trong trường hợp nếu như nó đè thủng vùng 25, xác định là nó sẽ bị đạp tiếp xuống vùng 20. Các chị. HDC sau một nhịp tăng tương đối khỏe Tiếp cận ở vùng 33 đến vùng 34 đây là vùng kháng cự đó chỉnh cung tuần vừa qua thì đã chỉnh cung chỉnh về vùng 30 đến khoảng vùng 30.8 tuần này thì nó đóng được ở vùng 30.8 tức là đóng được ở cận trên à, tuy nhiên là với một cái thiên hướng kỹ thuật với một cái tình trạng thị trường hiện tại khả năng khó tuần tới sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 30 và điểm sâu hơn thì nó sẽ test lại có thể test lại vùng 28, 27 và 28 ở đây rồi sau đó đó, có lo có bật gì thì khi đó mới tính toán tiếp được Xu hướng vẫn là chỉnh cung để tích lũy lại à, Nam Long Thủng vùng 21 Thủng vùng 21 thì nó sẽ đi về vùng 18.5 Và nhìn về thiên hướng kỹ thuật của Nam Long thì tuần tới Khả năng vẫn sẽ ở quanh vùng 18, 18.5 tích lũy thêm à, Trong trường hợp nó đè, nó bị đè vùng 18 mà mình gãy vùng 18 thì phải tính toán xuống đây, đó là vùng 15 đến khoảng vùng 15.5. KDH Trong tuần thì KDH chủ đạo đi ngang ở quanh biên 20, đóng cửa biên 20.2. Ờ à, nhìn chung về thiết hướng kỹ thuật thì khả năng tuần tới KDH sẽ có thêm những cái điểm ở quanh vùng 7.5 đến vùng 18. Như vậy là nhìn về mặt thiết hướng kỹ thuật thì nhóm ngành bất động sản uh, sẽ lắp đầu tư công nó vẫn đang hết sức là khó khăn anh chị và như hùng có đề cập ở đây đó là khi nào cái u cái nhọt những cái nội tại của cái nhóm mày này nó được khơi thông nó được xử lý nó được phẫu thuật xong đó sau khi nó được phẫu thuật xong rồi thằng nào sống thì sống hẳn thằng nào chết thì cho nó chết đi rồi những cái thằng sống á thì nó bắt đầu nó được tái cơ cấu tái cơ cấu ở trên góc độ như nào đó là ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục nới cái rung tín dụng cho người ta một đến hai phần trăm theo như các doanh nghiệp bất động sản nó đang đề xuất đó là khoảng tầm đấy để làm nó để để làm gì để nó có vốn, nó có vốn quay vòng để nó làm ăn, cho nó vay để nó tiếp tục sống. Còn nếu không cho nó vay thì nó sẽ tiếp tục chết. Và đấy là một câu chuyện mà à trong ở quý 1 của năm 2022 à 23 sẽ ngáng cái câu chuyện đó. Nói chung là như vậy. Và hiện tại thì bất động sản nó xấu như vậy thì nó sẽ lan sang ở những cái nhóm ngành trụ cột khác, ví dụ như nhóm ngành thép, ví dụ như nhóm ngành uh, banh đúng không ạ? Và khi cả thị trường rung xấu thì đương nhiên nó sẽ lan sang nhóm ngành chứng khoán. Đó bởi vì cái cái giá trị giao dịch nó giảm xuống thì đương nhiên lợi nhuận của các công ty chứng khoán nó sẽ giảm rút theo đấy là những cái nó móc xích với nhau và nó liên kết với nhau trong một một liên kết rất là 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 khăng khít như vậy các anh chị đó ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành banh thì nhìn chung là banh vẫn đang là một trong những nhóm ngành trụ lực nhất cho thị trường nói chung là phiên ngày hôm nay mà không có banh đỡ thì thì lại quang tèo đó và thị trường trong tuần vừa qua mà không có banh thì cũng quang tèo nói chung là còn quang tèo nữa và hiện tại thì được mỗi nhóm banh là một cái nhóm mà có khả năng uh, giữ nhịp được cho thị trường và giúp cho thị trường ổn định được về mặt uh, gọi là giúp cho thị trường không giảm quá sâu hoặc là trong những cái phiên mà nó, nó có điều tiết ví dụ trong phiên ngày hôm nay thì phần đa là nhờ trụ của banh thôi <laughs> Thì đối với Vietcombank ở trong tuần các anh chị nó đã có một điểm test kỹ thuật khá là đẹp ở 71 71.5. Phiên nóng đến tuần rất đẹp luôn, gần như điểm cao nhất trong tuần và Vietcombank như vậy là nó đã break vùng 74 và hướng đến vùng 78. Ờ à, MBB, MBB thì nhìn chung là xấu. Trong kịch bản về mặt phân tích đó là vùng 17, 17 5 vùng có đề cập ở đây đó là biên 16.5 đến vùng 17 tuần này thì nó đang hạ về đúng, ô, oh, nó bị mất vùng 16.5, nó bị mất vùng 16.5 và hiện tại đang đóng cửa ở vùng 16. Như vậy là nó khá sát với cái điểm điểm đáy ở đây. Và với một cái tín hiệu kỹ thuật như này, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, cây nến này và cây nến này để chúng ta phân tích. Như vậy là thứ hai tuần tới, thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cây nến để giúp cho chúng ta nhận diện cái mặt về mặt kỹ thuật. Ví dụ nó lấy lại được khỏe thì nó lấy lại được ở đây là vùng 17. Thì như vậy là tích cực đúng không ạ? Nhưng ngược lại nó có một cái đỏ đặc ở đây đè xuống như Vậy thì chúng ta phải tính toán là vùng 14 đến vùng 14.5 VP Banh Banh trong tuần cũng đã có một nhịp long khá là tốt Đã có một nhịp test cung và phiên kết tuần thì xấu à, Khi mà à, trong phiên ngày hôm nay nó đã cố lấp lại vùng 17 Ví dụ như trong phiên ngày hôm nay VP Banh đóng cửa trên vùng 17 thì lại đẹp Nhưng đóng cửa ở dưới ở dưới vùng 16.5 thì lại xấu đó lại xấu à, và như vậy á, thì tuần tới là vi banh sẽ chỉnh cung về vùng 16 điểm xa hơn sẽ là vùng 15.5 và cái câu chuyện là vị banh có hình thành được một cái phân kỳ tăng ở đây hay không thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn đến những yếu tố kỹ thuật ở đây và cái điểm mà cho phép có thể xuống vùng 15 nhưng xuống vùng 15 là 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 đuối rồi đó còn nếu nó giữ lại được ở trên vùng 16 cộng thì gọi là tạm tạm ổn đó phiên ngày hôm nay mất 16.5 thì nó là hơi xấu rồi Bit đá vẫn dẻo đúng không anh chị? Nhìn vẫn dẻo đấy. Vẫn dẻo. Ở trong tuần thì Bit có điểm chỉnh cung ở đây và trong tuần trước thì cũng có đề cập đến đâu đó ở biên 31.5 biên 32 đó. Tuần này thì nó đá lên được vùng 36 cộng và có một điểm chỉnh cung ở đây. Nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật ở trong tuần tới thì khả năng cao Bit sẽ vẫn còn những cái điểm đá lại các anh chị nhá. Bit vẫn còn những cái điểm đá lại đây. Đây chúng ta vẽ như này cho nó dễ nhìn. Ok thì biết vẫn còn có những cái điểm đá lại ở khoảng quanh vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 mục tiêu thì vẫn ở đây thôi công lại vùng 36 và xa hơn thì khoảng vùng 38 nhịp này của biết công thương ngày hôm nay đá gần trần mà cuối phiên lại sọp như vậy là cũng hơi 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 kiểu lòm còm rồi lòm giòm rồi đường mark ở đây nó đang nằm ngang rồi nó không có động lực đi tiếp nữa rồi cái thứ hai nữa là cổ phiếu nó phập phù trong tuần vừa qua thì nó có điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 2323.4 có điểm long lại lên vùng tiệm cận vùng kháng cự 25 như vậy á thì tuần tới nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật như thế này công thương sẽ còn có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại ở quanh vùng 2323.3 tích lũy trụ được ở vùng này là tạm ổn để uh, tiếp tục uh, cái nhịp công lên vùng 25 xa hơn thì 26 26.5 và công thương có hình thành được một cái phân kỳ tăng ngắn hạn hay không nó phụ thuộc vào xu hướng rất lớn của tuần giao dịch tiếp theo anh chị và đặc biệt đó là cái vùng 21 đến khoảng à, vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 ở đây 21.5 đến khoảng vùng 2 đây sẽ là một cái vùng kỹ thuật mà chúng ta lưu tâm và cổ phiếu công thương cần phải giữ được ở trên cái vùng này Techcombank chỉnh cung quanh 23 long lên lại vùng kháng cự 25 25.5 rồi của phiên kết tuần lại chỉnh cung cái điểm chỉnh cung này nó hơi hơi mong manh rồi các anh chị hơi mong manh rồi như vậy tuần tới thì sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 23 Trong trường hợp thủng vùng 23 thì chúng ta sẽ có ở khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.5 là phải tính đoán đến STB có long có lực long nhưng lực long không đủ mạnh và hai phiên kết tuần thì nó đang quay trở lại về vùng chỉnh cung và việc nó có hình thành được phân kỳ tăng hay không nó phụ thuộc lớn vào việc test trở lại ở khoảng quanh vùng 15 lực cầu của ba phiên ngày hôm nay thì tương đối là khỏe trên 30 triệu cổ phiếu trên một phiên nhưng chủ yếu là lực bán ra chính vậy nên là cổ phiếu nó nằm khá là đuối à, nhìn chung thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở quanh vùng 15 thùng vùng 15 thì tính toán là vùng 14 thùng vùng 14 thì phải hướng đến ở đây là vùng 13 thôi không có cách nào cả cứ từ từ rồi chúng ta à, phân tích và chúng ta phán đoán thêm à, liên việt Bốt Banh Ờ, trong nhịp trước liên Việt bốc đã khá là khỏe rồi. Ờ, nhưng tuần này lại đuối. Khi mà nó không thể vượt thoát được cái vùng kháng cự 12 12 3 ở đây. Và tiếp tục nó quay trở lại vùng chỉnh cung, nhìn như thế này thì tuần tới sẽ có ở khoảng vùng 10.3 đến khoảng quanh vùng 10.5. Trong trường hợp nếu như nó bị thủng cái vùng 10.3 ở đây á nó sẽ hướng tới vùng hỗ trợ cái thuật quanh vùng 9.4 thậm chí là sâu hơn thì có thể tính toán là quanh vùng 8.5 đến vùng vùng uh, vùng chín uh, và cái thời điểm hiện tại hùng uh, nhìn về mặt uh, kỹ thuật thì không có quá nhiều các cái yếu tố tích cực uh, để giúp cho thị trường chung uh, tăng điểm cũng như các cái nhóm ngành tăng nói chung là cố gắng lắm thì nó sẽ uh, đi ngang để nó nó tránh được một cái nhịp nhịp giảm thôi chứ còn động lực tăng mạnh duy nhất được mỗi nhóm banh và nhóm banh ở trong tuần này thì cái tín hiệu mà nó quay trả lại như này là 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 không 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 happy lắm Đó, không happy lắm <laughs> ờ, rồi bây giờ thì uh, sẽ phân tích sang nhóm ngành chứng khoán uh, thì như các anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ uh, bất động sản là uh, doanh nghiệp phát hành trái phiếu uh, xong đến nhóm banh uh, bảo lãnh rồi phân phối một số banh bán và một số các công ty chứng khoán cũng bán đúng không ạ? Về 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 mặt trái phiếu. Thế thì ba thằng này là nó móc xích với nhau. Thế cái thằng mà đơn vị phát hành nó đang bị u nhọt nó thì nó 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 lan sang, nó sẽ có những cái hiệu ứng nó lan sang. Ví dụ như trong cái nhịp vừa rồi VND bị bán rất là mạnh, nó không liên quan đến trái phiếu anh chị. Đó. Thì 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 cái câu chuyện như cũng có xoay quanh xoay lại thì vẫn là bất động sản đúng không ạ? Và cái ông em này, ông anh này, à, ông anh ấy, nó là ông anh nhưng không phải ông em đâu? cái ông anh này của mình nó ốm yếu quá, nó u nhọt quá, thế thì thành ra là nó nó lây sang hết cả thị trường và giống như là thị trường của chúng ta bây giờ giống như con nghiện, ấy. đó và phải khi nào mà nó nó xử lý xong được những cái u nhọt rồi những cái cái đó thì thì thị trường nó mới 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 hàn gắn được cái, cái tầm như thế này thì nó tăng được một phiên sau đó nó dã cho thì hai ba phiên như vậy là rất là khổ luôn ví dụ như là ở đây đồng chí em nào mà đua trần trong cái phiên VCI tăng kịch trần này T0 xong T1 là còn cười được tí đầu phiên xong đến đóng phiên là bắt đầu mặt hơi méo méo xong đến T2 là T0 T1 T2 là méo hết rồi thế đến phiên chiều thì không bán bởi vì T2.5 mà <laughs> nghĩ là nó có hồi được đến phiên ngày T3 phát nó dã cho phát này là thôi cứng họng luôn cái câu chuyện ở đó nó khó lắm các anh chị thị trường trong giai đoạn hiện tại nó khó như vậy nên là các anh chị em chúng ta cứ bình tĩnh phân tích thì vẫn cứ phải phân tích thôi bán phát thị trường thì vẫn cứ phải bán phát thôi đó không thể gọi là các bạn bảo là hùng ơi bây giờ ừ, thôi mày đừng có xem nữa mày đi 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 làm cái gì đi không được các anh chị vẫn phải xem đó bởi vì là trong 10 năm qua thì vẫn xem và đến bây giờ vẫn xem và trong 10 năm qua thì cũng đã có những cái lần vấp ngã và ừ, nó đã quen rồi thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục Câu chuyện nó sẽ là như vậy thôi. À, đối với VCI, trong tuần VCI quay trở lại vùng 23.5 và vùng này nó bị thất bại. Thất bại thì nó sẽ đi về đâu các anh chị? Về vùng 22 và phiên ngày hôm nay thì vùng 22 chính thức bị bán phá với lực cầu khoảng tầm 12 triệu cổ phiếu tức là nhà đầu tư không còn kiên nhẫn để giữ cổ phiếu nữa rồi. À, với một cái động thái như thế này thì VCI sẽ hướng về vùng 7 5 đến khoảng vùng 18. VND thì nhìn chung ở trong tuần đó thì nó chưa bị bán tháo. Nhưng cái kiểu cái kiểu đóng nến ở quanh vùng 10 như thế này, đó, thì nó cũng đang cho thấy một cái tín hiệu rất là mong manh. Ở mong manh vì sao? Bởi vì nếu như trong phiên ngày thứ hai mà nó có một phiên đạp mạnh đó, thì như vậy hiệu ứng domino nó sẽ rất là cao và nó sẽ sẽ giảm rất mạnh sau đó. Và theo cái dự báo của Hùng thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 7.5 đến khoảng vùng 8 sẽ là vùng cân bằng mới của VND. SHS Trong tuần Dự kiến là test lại vùng 7.35 7.35 thùng Nó sẽ đi về quanh vùng 6.5 và vùng 6.5 hiện tại nó cũng đang khá là mong manh Như vậy á sau tuần tới Vùng 6 đến khoảng vùng 6.5 Nó sẽ có những cái tín hiệu là tích lũy và Long Và đảo sọt ở quanh nơi Trong trường hợp nếu như mà SH bị mất vùng 6 mất vùng 6 thì chúng ta phải tính toán cái kịch bản xấu hơn đó lẽ ra hạ về khoảng quanh vùng 5 đến khoảng 5.2 SSI <laughs> có một phiên tăng mạnh và sau đó nó trả hết luôn trong tuần thì SSI thủng vùng 15 thủng 15 thì nó sẽ hướng về vùng 14 thủng vùng 14 thì nó sẽ hướng vùng 13 thủng 13 thì sẽ hướng vùng 12 12.5 Ờ, trong tuần tới nhìn về thiên hướng kỹ thuật ở quanh vùng 14 cũng khá là mong manh chính vì vậy nên là chúng ta sẽ chờ thêm cái nến của phiên ngày thứ hai đó trong trường hợp nếu mà nó long xanh lên được á thì như vậy là tạm ổn nhưng mà trong trường hợp mà nó không lên long lên được mà nó lại có một cái nến đỏ đè ở đây như vậy là xấu HCM nhìn chung là một trong những mã chứng khoán có thể coi là khỏe nhất nhưng đến thời điểm hiện tại và đến cái cây nến đóng phiên kết tuần như thế này thì cũng không còn là khỏe nữa Vâng, nó đã trả hết lại tất cả những gì mà nó xuất phát ở đây rồi. Long lên được quanh vùng 21, 21.5. Tuần này chỉnh cung đã có hai nhịp ấy. Một nhịp chỉnh về 19 này. Rồi sau đó nó bật lên được 21 này. Và nhịp này thì chết hẳn luôn. Nhịp này là chết hẳn rồi. Nhìn như thế này là chết hẳn. Không có cái 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 điểm cựa quậy nào đây nữa. Lực cầu hôm nay nó cũng bán gấp trung bình 21 phiên. Gấp đôi trung bình 21 phiên. Cho thấy là nhà đầu tư nó rất mệt mỏi khi cầm nắm cổ phiếu HCM. Như vậy tuần tới HCM sẽ hướng về vùng 17, 17 này khó giữ, ít nhất là nó phải đạp xuống quanh vùng 16 Trong trường hợp nếu như thủng vùng 16 Thì chúng ta phải hướng à, cái vùng kỹ thuật của nó quanh vùng 14 đến khoảng vùng 4.5 à, Cổ phiếu MBS Biên 12 cộng trừ 0.3 nó đi được uh, mấy phiên nhỉ, Hai phiên, 3 phiên à, Đến hai phiên cái tuần thì đuối hẳn luôn rồi Mất vùng 10.5 mất vùng 10.5 và đây có một cây nến với một biên khá là lớn chính vậy nên nó sẽ cần thêm cây nến ngày thứ hai để nó xác nhận xu hướng trong trường hợp thứ hai công được vùng 10.5 tạm ổn mất vùng 10.5 và không công lại được ở đây thì các anh chị phải xác định là vùng 8.3 đến khoảng vùng 8.5 CTS thì xấu hẳn luôn rồi trong tuần CTS test về quanh biên 10.1 và thủng luôn 10.1 hai cây nến đỏ đặc rất là dài lực bán tương đối mạnh vùng 7.8 đến vùng 8 sẽ ngắm đến ở trong tuần giao dịch tiếp theo BSI BSI test lại ở vùng 15.5 thất bại đây là cái nến xác nhận nó không lấy lại được vùng 15.5 trong phiên ngày hôm nay nó đã cố công lên nhưng mà công không thành chính vậy nên nó bị tụt dốc và cái câu chuyện là nó giống như một cái xe nó lên dốc mà nó không lên được á, anh chị nó sẽ tụt rất mạnh sau đó như vậy thì vùng 14 và tiếp theo sẽ là vùng 11 đến khoảng vùng 12. ở BBS thì nhìn chung là chưa xấu bởi vì tuần này nó vẫn đang giữ được biên 14, chính vậy nên là tuần tới khả năng là nó sẽ tiếp tục test lại cung ở quanh vùng 13 8 đến khoảng vùng 14 trong trường hợp mà thủng vùng 13 8 thì lúc đó chúng ta cũng phải hướng đến ở một cái kịch bản xấu hơn đó là về vùng 12 và xấu hơn sẽ là vùng 11 nhịp này của cổ phiếu BBS. AGR tuần vừa qua nó có biên 6.7 đến vùng 7 và phiên kết tuần thì nó cũng đang bị mất vùng 6.7 với hai cây nến đỏ như thế này. Như vậy là thiên hướng kỹ thuật cũng khá là xấu. Không ổn lắm. Khó để mà B... AGR công lại được vùng vùng 7 cộng. Tuần tới cái xu hướng kỹ thuật hạ độ cao. Và như vậy là biên tích lũy ở khoảng quanh vùng 5.5 đến vùng 6 phải tính toán. về ích trả cung như này là cũng xấu rồi. À, sau một phiên long khá là đẹp kịch tần. À, phiên liền sau đó nó tăng nhưng mà cái điểm trả cung ít nhất là ông phải trả không thủng vùng 6.6, nhưng mà thảy gãy vùng 6.6 và phiên ngày hôm nay nó xác nhận nó không lấy lại được vùng 6.6 như vậy là xấu. Thậm chí là phiên ngày hôm nay nó còn bị mất vùng 6.25. À, thiên hướng kỹ thuật sẽ hướng về khoảng quanh vùng 5.2 đến khoảng vùng 5.5. APG trong phiên ngày hôm nay APG cũng bị gãy 3 với việc gãy 3 rồi thì nó sẽ hướng về vùng 2.5 thậm chí là vùng 2. À, chúng ta xem nào nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì như vậy là về đến à, không con này nó không phải vùng 2 không phải là điểm xấu nhất đâu. À, trong uh, trong lịch sử giao dịch APG có giá 0.99 thôi lấy vùng 1 đi cho nó 0.099 tức là có thể APG sẽ về đến vùng 1 các anh chị. À, nhưng mà từ vùng 1 này nó cũng có đánh một nhịp từ vùng 1 về vùng 4 đó, à, cũng nhân 4 lần tài khoản của anh chị nên là cũng không sợ đâu cái nó cứ chỉnh đi và chúng ta sẽ tìm cái điểm cân bằng đó để chúng ta bắt đầu một cái hành trình mới chấp nhận như vậy thôi trong giai đoạn hiện tại là một không chịu được nữa thì bán cắt lỗ hai vẫn chịu được thì cứ cầm và chờ đợi như Hùng có nói đến cái thời điểm nào u nhọt nó cắt xong rồi bắt đầu mặt bằng chung nó xây lại xí soát như này rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào cái quần, quần quay mới. Vòng sẽ chờ cái, cái cái cơ hội đấy, cái điều đó. Tất nhiên là không thể sớm muộn ngày 1 ngày 2 được. Dự dự phải ít nhất là hết quý 1 của 2023 và sang quý 2 của năm 2023 thì may ra cái thời điểm đó chúng ta mới có thể làm được những thương vụ như vậy. ORS ở đây ORS ở đây tuần này thì nó đang đi khá là đẹp quanh vùng 8 nhìn chung thì cũng chưa chưa xấu hẳn lực cầu hai viên này bắt gần 4 triệu cổ phiếu không hiểu là anh nào bắt cũng khá là ổn tuần tới thì sẽ quan sát ở quanh vùng 8 cứ giữ được quanh vùng 8 là tạm ổn đó sau đó thì thị trường tốt mọi thứ nó ổn áp trở lại và cổ phiếu này long vượt vùng 9 thì lúc lúc đó cái tài khoản của chúng ta cầm chúng ta có thể canh con thêm và tuần tới thì chúng ta đánh giá thêm cái động lực Của em này ví dụ như là có dòng tiền nó cứ bắt liên tục khoảng tầm độ 4-5 phiên mà nó cứ bắt như này là ổn đấy là Tay to bắt rồi mà khi cổ phiếu có tay to bắt là ổn à, Cổ phiếu TCI nhìn chung thì TCI nó, cái nền nó đóng khá là khó chịu ở tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn nến đóng như này là xấu rồi. Đó mất vùng 6.5 là xấu rồi. Đó thì nó sẽ hạ xuống quanh vùng 5.5 thôi. Bắt 6.5 là xấu rồi. <laughs> nhìn về mặt nến tuần thì cũng đang khá là xấu. vùng 5.5 và suy soát của con này có thể có vùng 3.3 đó nếu như chúng ta ôm thì chúng ta cũng phải xác định một cái tư tưởng một cái tâm lý như vậy là TCI hoàn toàn có thể sẽ quay về vùng 3.3 đến khoảng vùng 3.5 nó rồi bắt đầu nó đi xây lằng tàu lằng hoàng ở đây rồi khi đó mới tính toán thêm được các cái kỳ bản tiếp theo Ok sẽ view nhanh thêm nhóm ngành phân đạm và hóa chất cho các anh chị để chúng ta nắm thêm bởi vì uh, cái nhóm ngành này thời điểm hiện tại á thì chỉ có một cái cảnh báo như này thôi. Uh, các anh chị nhìn thấy đây. Tức là gì? Sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu này tăng từ vùng 5 và chúng ta sẽ nhìn hãy uh, nhìn một góc độ như này để chúng ta có một cái tầm nhìn nó 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 xa xa hơn để tránh cái trường hợp là giống như cổ phiếu nhóm thép. Nó tăng từ vùng 5 và nó tăng rất tốt lên vùng 40, sau đó thì đây các anh chị, đây đang là những cái vùng mà nó neo ngang cứ chạm về vùng 28.5 nó là bật lên lên đến vùng 40 tức là gì tức là cái giai đoạn này là giai đoạn nó phân phối hàng và cái câu chuyện là sau cái thời điểm mà ví dụ nó đơn giản thôi ví dụ như là tạo lập họ họ buông vùng 25 đó và khi nào mà nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc dài và nó phá vùng 25 như này và cổ phiếu nó bắt đầu nó đạp xuống thì đây sẽ là cực kỳ kinh hoàng đối với nhóm cổ phiếu phân bón và phân bón nó cũng đã đi qua thời kỳ đỉnh cao nó giống như nhóm thép ấy đây cũng sẽ mở cổ phiếu hòa phát cho các anh chị thêm đó các anh chị thì cái câu chuyện rằng là khi hòa phát ở vùng 40 thì có ai nghĩ rằng nó về vùng 10 không ạ chắc chắn là không và ví dụ như bây giờ là đạm cà mau đó nó đang ở vùng 25 thì có ai nghĩ là đạm cà mau sẽ về vùng 5 không ạ hiện tại bây giờ không ai nghĩ đâu nhưng nó sẽ về vùng năm đấy các anh chị cứ 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 chuẩn bị tinh thần đi bởi vì sau một cái nhịp tăng trưởng mạnh như này á thì khi mà tạo lập họ buông bỏ á, thì cổ phiếu nó sẽ đó. Nó sẽ kinh khủng khiếp, nó rơi kinh khủng khiếp luôn. Thì đây cũng như vậy thôi, Hòa Phát các anh chị. Đây các anh chị nhìn thấy rằng đây, khi mà Hòa Phát đang ở vùng 35 đến vùng 40 thì có ai nghĩ rằng là Hòa Phát sẽ về đến vùng 10 đâu? Không ấy. Mà thậm chí không phải là vùng 10, Hòa Phát hoàn toàn có thể đi về vùng 7.5 không phải vùng 10 đâu các anh chị và từ vùng 35 mà đi về vùng 7.5 ví dụ như vậy từ vùng đến này thì chắc chắn là không ai nghĩ nghĩ cái kịch bản này cả đó nhưng mà nó khi mà nó phân phối xong mà nó sẽ có những cái tín hiệu nó bị gãy ví dụ như là Hòa Phát bị gãy vùng 35 đây là xấu này sau đó tiếp tục nó bị gãy vùng 30 cực xấu này và từ khi nó gãy vùng 30 thôi chúng ta không phải bàn nữa hay là ví dụ chúng ta nhìn thấy là HFG chẳng hạn đó thì cái câu chuyện là khi HFG HSG nó đang ở khoảng vùng 25 đi đó hoặc đây ở khoảng vùng bao nhiêu khoảng vùng 27 thì có ai nghĩ rằng là HSG sẽ về vùng 5 không ạ không ai nghĩ đó không ai nghĩ là HSG sẽ về vùng 5 nhưng trên thực tế với cái đà như thế này thì HSG về đến vùng 5 đến vùng 6 đấy là câu chuyện chỉ còn ngày 1 ngày gọi là không phải là ngày 1 ngày 2 mà nó là sắp 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 diễn ra rồi và thậm chí là hoa sen hoàn toàn có thể bị đạp về không phải là vùng 5 mà là vùng 3. Hoàn toàn có khả năng như vậy, tức là nó rũ hết cái nhịp sóng tăng này nên là phân đạp cũng như vậy các anh chị nhá. Anh như các anh chị nhìn đạp Cà Mau này. Đó. Rồi đạp Phú Mỹ này. Tức là nó đã đi qua, nó đã đi qua hết được, nó đã đi qua hết cái thời kỳ đỉnh cao của nó rồi, ở vùng 65 rồi. Và ở đây đang là gì những cái nhịp long sọt và với quan điểm kỹ thuật cùng thì bây giờ đạm phú mỹ gần như cũng khi mà tạo lập người ta buông bỏ vùng 35 ấy đó, người ta mà đã bỏ vùng 35 này ra đấy 35 đây Ờ, khi mà ông này ông bỏ vùng 35 thì chắc chắn là Ông này sẽ rơi về khoảng quanh vùng 10 Như vậy thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta lường trước thôi Không ai nói trước được cái gì tương lai cả Không ai nói tài nói giỏi gì, gì cả Nhưng nếu chúng ta đang cầm hoặc nếu chúng ta đang trading ngắn ở những cái vị thế ngắn thì chúng ta lưu ý Đó Ok đối với đạm Cà Mau thì ngắn hạn đó chúng ta vẫn đang có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 27.5 có thể có lực hồi và những lực hồi này thì chúng ta đánh ngắn thôi Và các anh chị em lưu ý giúp vùng là đạm Cà Mau có vùng hỗ trợ kỹ thuật 24 Trong trường hợp nếu như mà nó bị phá vỡ vùng 24 thì chúng ta lưu tâm là đấy là một cái kịch bản rất là xấu đối với cổ phiếu này rồi và chúng ta phải hết sức lưu tâm đó Đạm Phú Mỹ thì cũng như vậy. Ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 39 có thể có lực bật. Tuy nhiên với cái tín hiệu kết tuần như này thì nó khá là khó và đường MACD thì nó đang có cái tín hiệu gì ạ? À? Cắm đầu đi xuống nên cổ phiếu khó mà bật tăng. Ở tuần tới khả năng có thể chỉnh về quanh vùng 35 và các anh chị em lưu ý trong trường hợp nếu như cổ phiếu này mà bị tạo lập người ta bỏ ở vùng 35 thì như vậy là chúng ta nên rút lui. Anh chị. Đó, khi phá vỡ vùng 35 rồi thì sẽ nó rất là khó BFC thì vẫn tích lũy thôi Ngắn hạn thì nó vẫn có vùng 15.5 và điểm sâu hơn ở đây là vùng 15 Nhìn chung về để mà tính về động lực tăng giá trong thời điểm tại không có May mắn thì là nó tiếp tục tích lũy ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này Điểm sâu hơn ở vùng 3.5 đến khoảng 14 và nó ngừng rơi ở đây nó là một cái điều khá là tốt rồi à, lát ở đây ở quanh vùng 7 6, 6 đến khoảng vùng 7 Nhìn chung về thiên hướng kỹ thuật thì vẫn đang là diện vẫn đang là chỉnh giảm thôi Chưa có nhiều các động lực à, CSV CSV tuần này xấu quá nhỉ Như vậy là đúng là cổ phiếu uh, trung hạn rồi Cầm tiếp thôi Trên thiên hướng kỹ thuật uh, Về mặt kỹ thuật mà chúng ta đánh lướt Là khi cổ phiếu mà thủng vùng 33 Có nghĩa là gì? Cổ phiếu bị thất bại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì sẽ các cái vị thế nó sẽ bán ra còn đối với những cái vị thế mà chúng ta tính toán ở gom dài ở vùng 25 chúng ta sẽ tiếp tục gom một ít này sau đó nếu có quanh vùng 20 Ok quanh vùng 20 đó Nói chung là nhịp này thì chắc chắn là tập xác định là gì là CSV sẽ bị giảm rồi tầm này thì ít nhất là đạp về 25 đạp sâu hơn nữa thì sẽ về vùng 20 và sâu sâu nữa sâu sâu nữa thì sẽ về vùng 15 đó là những cái vùng mà uh, chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần và với những cái anh chị em mà chúng ta gom dài bởi vì mã cổ phiếu csv cũng là một mã cổ phiếu rất là căn bản và nó có cái tính đặc thù rất là hay và đối với mã cổ phiếu này thì khuyến khuyến khích các anh chị cầm dài uh, dgc cũng uh, đang bị đạp tương đối là mạnh rồi và dgc cũng như vậy nếu trên góc độ kỹ thuật mà uh, đánh lướt thì vùng sáu mươi sáu bị phá vỡ là phải là phải bán ra À, còn trên góc độ kỹ thuật nếu mà chúng ta canh để chúng ta gom à, để cầm cổ phiếu này dài ấy, thì chúng ta cứ tiếp tục quan sát khả năng tuần tới thì cái vùng 60 khó giữ Vùng 60 khó giữ và nó sẽ đạp về lại khoảng quanh vùng 50, ít nhất là phải đạp về quanh vùng 50 Rồi từ vùng 50 này đó thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, có những cái phân tích định lượng uh, về mặt xu hướng và khi nào mà chúng ta nhìn thấy được một cái diện một, một cái, một cái, 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 cái xu hướng về việc là nó chỉnh uh, chỉnh cung đảo nền và nó bắt đầu đảo cái xu hướng thì cái đó chúng ta sẽ uh, cầm nắm thêm và chúng ta bắt đầu thu gom thêm, ok. Rồi như vậy là uh, đối với các cái danh mục cổ phiếu thì uh, cũng sẽ tạm dừng lại ở đây với những cái mã cổ phiếu nào chưa được phân tích các anh chị em quan tâm thì chúng ta có thể uh, comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin và ông lê sẽ dành thời gian để trả lời uh, trong những cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất dành cho các anh chị, ok. À, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi à, phân tích lại cái kịch bản à, phân tích tuần à, tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 4 thì chúng ta cũng thấy rằng là các cái quỹ đầu tư ngoại đến thời điểm hiện tại là họ cũng đang lỗ rất là sâu và với một cái tín hiệu giao dịch như tuần vừa qua thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục lỗ sâu tiếp đó và rất là khó khăn à, và quỹ ngoại cũng là những cái tổ chức quỹ rất là là bài bản họ đầu tư rất là bài bản họ có những cái chiến lược chiến thuật dài hơi rồi có một cái đội ngũ phân tích cũng từ cơ bản đến là đến đến đến, đến nâng cao à, và họ cũng không thể thắng lại được thị trường chứng khoán việt nam trong à, 10 tháng đầu năm thì như vậy chúng ta thấy rằng là thị trường rất là khốc liệt và nếu như mà chúng ta đang có lỗ khoảng tầm 30 đến 40% phần trăm thì chúng ta cũng đang tương đương với quỹ ngoại đó và chúng ta cũng tạm hài lòng với với cái con số như vậy đó rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đánh giá thêm thì uh, trong tuần vừa qua các anh chị có thể nhìn lại đây. Đó uh, chúng ta nhìn thấy là kịch bản của chỉ số VN30. <laughs> có thể nhìn lại từ video tuần 150 đến uh, tuần 151 thì chúng ta nhìn thấy rằng là sau khi mà nó đạt đỉnh được ở khoảng quanh vùng 1040 thì tiếp tục uh, nó uh, gặp cản ở vùng 1020, tiếp tục gặp cản ở đây là vùng 1000 điểm. Và trong tuần này thì tiếp tục gặp cản ở vùng mươi đến vùng 990 và trong phiên ngày hôm nay thì tiếp tục gặp cản ở 950 đến vùng 960. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là đối với cái xu hướng của chỉ số VN30 nó đang trượt dài, tức là nó đang có một cái xu hướng à, gì ạ? giảm xuống. Ok. Và trong bản tin tuần thì đã có đề cập VN30 sẽ test lại ngay ở vùng 980. Đó, thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai là VN test lại luôn vùng 980, sau đó à, những cái điểm test kỹ thuật của VN30 ở quanh vùng 965 đến 970. Đó, đây. <laughs> sẽ sớt từ 151 Ok các anh chị đó Thì VN30 ngay lập tức ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai Thì đây sẽ là những cái biên test kỹ thuật đầu tiên đó, Đối với chỉ số VN30 Đối với chỉ số phái sinh thì sẽ có biên 955 đến 960 Ở đây chúng ta sẽ nhìn lại cái bức tranh tổng quan của chỉ số VN 30F1M Tức là chỉ số phái sinh đó các anh chị Thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy Nếu như chúng ta học thuần về phân tích kỹ thuật Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể dự báo được những cái vùng cản Ví dụ trong tuần, tuần video 150 thì cũng đã có phân tích rồi Ví dụ quanh 1020 và trong cái tuần này thì chúng ta có vùng 980 đến vùng 990 đây là vùng kháng cự và trong phiên ngày hôm nay thì nó đã long được lên vùng 960 950 đến 960 ở 955 960 thì bên này là hỗ trợ thì bên này nó sẽ trở thành vùng kháng cự và các anh chị nhìn ở đây khi mà chạm về đây thì gì ạ? À, chỉ số phát sinh nó bắt đầu bị sọt xuống à, đối với chỉ số phát sinh thì trong tuần hùng đã có dự báo <laughs> về việc đầu tiên nó sẽ chỉnh cung về quanh vùng 9 uh, 967 và đây các anh chị trong phiên giao dịch ngày thứ hai ngay lập tức là test về 967 có một nhịp long thứ hai sau đó nó sọt lại thì điểm sọt thứ hai là 955 và thủng 955 thì câu chuyện khi mà chỉ số phái sinh mà thủng 955 thì chắc chắn rồi nó sẽ có cái vùng tiếp theo đây đó là vùng 930 đến 935 Nói gì đây đó 930 935 và đến phiên ngày hôm nay <laughs> chỉ Số phái sinh của chúng ta đã bị thủng vùng ở đây đã bị thủng vùng 935 và khi bị thủng vùng 935 thì đó là một cái bản cơ kỳ xấu và nó sẽ hướng đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đó là vùng 900 đến khoảng vùng 910 điểm <laughs> Đối với chỉ đối VN index Trong tuần thì cũng đã có một cái điểm đầu tiên đó chúng ta sẽ dự báo về chỉnh về quanh vùng 950 Và sau đó là 960 đến 965 Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì ngay lập tức index của chúng ta <laughs> Về 980 luôn 980 xong thì nó đã về đến 960 đến 965 đó, 960 965 Trong phiên giao dịch của ngày thứ ba Thì chỉ số index của chúng ta đã về đến cái biên 960 965 Và nó có một lực long Lực long này á, thì nó lại chạm lại cái vùng kháng cự đây Đó là vùng 990 cộng Và vùng này nó đã bị thất bại này các anh chị này Sau khi mà nó tích lũy Điểm này thì chúng đã có phân tích khá là kỹ Ở trong cái phiên giao dịch trực tuyến Đó, 988 990 thì sẽ có 988 cùng sẽ search lại cái từ khóa 988 ở trên room cho các anh chị thấy 988 Ngày 9 tháng 11 Thì Hùng có nói ở đây Đó là sau khi VN30 đã tích lũy cái vùng 990 Và hiện tại nó đang đi xây Cái nền 988 đến 990 Tích lũy được cái vùng này Thì sau đó sẽ kéo long tiếp thị trường chung khỏe Đó tức là cái câu chuyện là 988 Nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật Đó vùng hỗ trợ kỹ thuật Mà à, chỉ số này Cái gì phải đáp ứng được và các anh chị nhìn thấy đây, và các anh chị nhìn thấy đây, đối với chỉ số VN30, chỉ số index đó thì đây các anh chị nhìn nhá. Đó, biên 988 đến biên 990. Và tại cái thời điểm đó ở bên này, ở bên này nó cũng như vậy, 990 đây các anh chị này, đó đây. Thì khi mà nó break được cái biên 990 thì trong cái nhịp này thì chúng ta nhìn thấy là index và VN30 khá là đồng pha về điểm số. 988 990 để mà long được tiếp thì ông phải tích lũy thành công ở cái mốc này. Tức là gì? Ở đây nó có một cái mô hình gọi là mô hình cánh cờ. Các anh chị, tức là long này. Long lên đúng không? Rồi nó đạp lại nhẹ nhàng đây và tích lũy thành công thì như vậy nó mới có thể gì ạ? Vượt thoát lên một cái nhịp long tiếp theo. Đó. À, tuy nhiên à, liền sau đó, liền sau đó thì gì ạ? Vùng 988 bị thất bại. Đó, vùng 988 bị thất bại rồi thì chịu rồi. Khi 988 bị thất bại thì ngay lập tức là nó lại uh, quay trở lại Ví dụ VN30 sẽ quay về 965 Sau đó 950 Thủng 950 Thì cái xu hướng mà ông đang có dự báo đây Đó là vùng 900 đến khoảng vùng 910 điểm Và index của chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy uh, Tất nhiên index của chúng ta chưa về đến vùng 900 đến 950 điểm Nhưng với một cái cách đi như thời điểm hiện tại Và với cái việc mà chúng ta đã view toàn bộ danh mục Khá là căn bản từ nhóm trụ À, nhóm thép, nhóm bất động sản, nhóm dầu khí, nhóm banh và nhóm này chứng khoán thì nhìn chung là thị trường của chúng ta vẫn đang hết sức khó, là khó khăn anh chị nhìn là vẫn còn khó khăn lắm và với với cái nội tại thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta như vậy à, thông tin vĩ mô thì gần như không có tin xấu thì đồn tùng la tùng lung à, cái u cái nhỏ thì nó vẫn đang còn đó và lác đác một số các doanh nghiệp bắt đầu à, có cái sự gọi là gì có cái sự chỉnh chỉnh điều chỉnh đó điều chỉnh lại và cái cơ cấu điều chỉnh thì nó phụ thuộc rất nhiều ví dụ doanh nghiệp còn tiền hay không đó ví dụ ngày hôm nay là Tvsi chi 2.000 tỷ để mua lại Nam Ông rồi tức là ông thấy sai hoặc là như nào đó thì hùng không có biết nhưng mà ví dụ như vậy vậy thì các doanh nghiệp còn tiền không đó vân vân và vân vân và, và. và cái cái câu chuyện đáo hạn ở cái 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 nhịp này đó thì ngân hàng nhà nước có cấp tiền đó, cho các doanh nghiệp để họ đáo không rồi sau đó lại mua rút ra ví dụ như vậy vân vân và vân vân rất nhiều các yếu tố kỹ thuật mà đến thời điểm hiện tại là chưa có nhìn thấy được cái nào là 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 cái điểm tươi sáng của thị trường hết á nên là vẫn còn khó khăn à, chính vậy nên là các anh chị em lưu tâm ở đây <laughs> trong phân tích kỹ thuật thì cũng có đề cập ở đây là vùng 960 đến 965 là vùng hỗ trợ ở bên này thì sang đến bên này nó sẽ trở thành vùng kháng cự như vậy tuần tới Thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục có vùng kháng cự ngắn ở vùng 965. Index ở 965. Đó, và nếu như vừa thoát được cái vùng này á thì nó sẽ đi lên được cái vùng kháng cự cao cao hơn ở đây, đó là vùng 980 đến vùng 990. Đến vùng 95 đây là vùng kháng cự của Index ở trong tuần tới. Đồng thời với xu hướng hiện tại, Index sẽ quay trở lại vùng 930 đến khoảng vùng 935 để kiểm tra lại tích lũy lại cung cầu ở vùng này tích lũy thành công thì sẽ có một nhịp long bên này chúng ta sẽ phân tích thêm trong các phiên giao dịch trực tuyến trong trường hợp thủng 930 ở đây thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng ở 900 đến 910 điểm ok và nhìn chung về cái bộ ba tham số kỹ thuật của chỉ số thị trường thì nó sẽ quay về 930 sau đó 910 và 95 điểm đó đối với chỉ số VN30 ở đây các anh chị tuần tới thì nó vẫn sẽ tiếp tục có những vùng kháng cự Uh, mạnh ở quanh vùng 980 đến vùng 990 ở đây đó đây là những cái vùng kháng cự ngắn và thị trường có vượt thoát được hay không thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ chờ thêm nhưng mà trong cái trong cái tình thế ngắn hạn như vậy với những cái nội tại thị trường thì cũng đánh giá rằng là khả năng khó hoặc ít nhất là nó phải qua được phiên ngày giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba vn uh, vn30 sẽ tiếp tục quay trở lại test cung ở vùng 930 đó trong đường hợp thủ 930 thì chúng ta vẫn như vậy thôi hướng đến À, kịch bản ở vùng 900 đến khoảng vùng 910 điểm. À, đối với chỉ số uh, VN30 F1M tức là chỉ số vàng sinh nữa anh chị thì nó cũng vẫn đang trượt dài ở trên một cái con uh, con dốc trơn từ vùng 140 sau đó là vùng 120 1020 và sau đó là vùng 980 đến vùng 990 và hiện tại phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã quay trở lại cái vùng 9 à uh, 960 đến vùng à uh, 955 đến vùng 960 thì nó lại trở thành bên này hỗ trợ thì bên này nó trở thành kháng cự ở đây và nó bị cái lực sọt ngắn ở đây như vậy ở trong tuần tới đó điểm cản của chỉ số vn30 uh, f1m nó sẽ nằm ở vùng 98 à, 995 đến khoảng vùng 1.000 điểm còn đối với điểm hỗ trợ kỹ thuật chắc chắn rằng là chỉ số này sẽ kiểm tra lại vùng 930 đến 935 Ok và trong đường hợp thủng cái vùng này thì nó sẽ hướng về vùng 95 đến 910 điểm đó là những cái dự báo ngắn về Ờ uh, chỉ số bộ ba tham đầu chung của thị trường và các anh chị em của chúng ta cũng nhìn lại đối với chỉ số index thì lúc nãy em có nói rồi tức là cái chu kỳ cái chu kỳ chu kỳ hai năm một đó các anh chị chu kỳ hai năm một và nếu như chúng ta xét đến cái chu kỳ hai năm một như vậy thì bắt đầu thị trường của chúng ta là chỉnh bắt đầu chỉnh từ tháng 4 tháng 4 của năm 2022 thì phải đến tháng 4 của năm 2024 các anh chị 2 năm mà Đó Đến 23 là mới được có 1 năm thôi Và mới đến 24 thì mới xuất hiện sóng lớn Như vậy là chúng ta phải nhìn thấy được rằng Phía trước mắt của chúng ta là một con đường rất dài Và còn rất nhiều khó khăn Đó chứ không phải là Kỳ 1 kỳ 2 đâu Tất nhiên là không phải là trong từng đó thì nó 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 xuống liên tục đâu các anh chị đó còn nếu mà chúng ta đo sóng đo sóng ở cái nhịp chỉnh đây đang đo sóng ở nhịp chỉnh này ông đã có phân tích rồi nếu mà chúng ta đo sóng ở cái nhịp chỉnh của năm 2019 đến năm 2020 á thị trường về đến 660 và bật tăng trở lại đây thì trong cái nhịp này thì thị trường ít nhất ít nhất các anh chị nhé, ít nhất là phải về ở quanh vùng 835 đến 850, thậm chí có thể là về đến 800. Về đến 800 điểm thì về đến cái vùng này. Đó. khả năng là sẽ đạp đến cái vùng này rồi khi đó nó mới hình thành được một cái nhịp một cái nhịp tăng nhịp tăng thực sự ấy và một sóng tăng thực sự tức là một sóng tăng đảo đảo pha xu hướng của thị trường như vậy về đến cái vùng này và đảo pha xu hướng tăng được thì đâu đó nó cũng sẽ rơi sang quý 1 hoặc hết quý 1 của năm 2023 đó thì mới bắt đầu tạm tạm ổn được và, và đấy là theo quan điểm của tuần cùng như vậy dự báo sớm sớm như vậy ok bản tin tuần này thì xin đơn phép được tạm dừng tại đây đó các anh chị nhìn thấy rằng là hùng năng rất là ho và tiếng nói đang bị khàn nhưng mà vẫn tiếp tục cố gắng vẫn tiếp tục làm bản tin đó chứ không như một số các anh chị em bảo là thôi cấp sách đi không xem thị trường nữa thế này thế kia vân 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 bởi vì quan điểm của mình là gì thị trường có những sóng tăng lên thì nó sẽ có những sóng giảm xuống và chỉ có điều là trong sóng tăng thì chúng ta sẽ làm gì và trong sóng giảm thì chúng ta sẽ làm gì ví dụ là chúng ta sẽ điều tiết cái dòng tiền của chúng ta hạn chế mặc tin rồi chúng ta lỡ mua cổ phiếu và chúng ta nắm giữ lại thì bây giờ chấp nhận là có chỉ có hai phương án thôi một là cắt hai là cầm và cầm lại thì đừng có sốt ruột bởi vì sao bởi vì khi cầm lại á thì chúng ta phải xác định là có thể lỗ 50%, mươi phần trăm bảy phần trăm tám phần trăm đấy là câu chuyện rất bình thường đó và sau cái nhịp mà thị trường uh, tích lũy chỉnh cung tạo nền xong thì cái đó chúng ta mới có thể có những cơ hội uh, phục hồi ok hôm nay xin được uh, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả uh, anh chị em trong các bản tin tiếp theo